Ok, đánh xong trận này tôi ra check rank xem team tôi rank như thế nào nha. Mà team bạn đánh gắt vãi nổi. Sử thi này, huyền thoại 4 này, huyền thoại 5 này. Sử thi 1 này là team tôi á. Ui, vinh quang thần thoại à? À, ông Duy Duque, tôi biết ông này, tôi biết ông này. Ui, tầm này mà 645 điểm rank vinh quang thần thoại là chỉ có đi team thôi anh em ạ. Đánh gắt vãi nổi. Vegito Gaming, tôi biết ông này. Thần thoại 1, thần thoại 5, thần thoại 5. Ui, đừng bảo ông cuối cùng, ông Brody cũng là thần thoại nha. Ui huyền thoại, ui vãi nồi. Hai. Pain is the proof that I'm still alive. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là cái gameplay của cái vị tướng Brody ở trong cái trang phục 269 của anh ta. Đó là cái trang phục lữ khách vô danh. Và để đảm bảo cho cái thời gian lên cái video clip sớm thì Mỡ đành phải đánh cái trận đấu này ở trong chế độ đấu cổ điển. Là bởi vì là theo như cái chế độ mới của Moontoon á, là phải đánh hai trận chúng ta mới mang được một cái vị tướng mới vào rank. Mà để cho anh em có được cái góc nhìn gọi là sơ bộ về cái vị tướng này thôi, bởi vì khẳng định với anh em ý là cho dù có đánh thêm 3 đến 4 trận nữa thì chưa chắc Mỡ đã chơi được một cái trận đấu nó hoàn thiện và pick được trong rank ở cái vị tướng Brody này đâu. Bởi vì rằng là cái vị tướng này mới với khả năng dồn sát thương khá mạnh như thế này, hạ gục được cái vị tướng Khelit như trong tình huống vừa xong ấy là không được mang vào rank đâu anh em ạ. Vào rank nó ban loi toi phòi luôn. Cho nên là trong hai trận đấu này thì đây là cái trận thứ hai của Mỡ. Trận đầu thì Mỡ thua anh em ạ. Trận thứ hai Mỡ sẽ mang đến cho anh em cái gameplay của cái vị tướng Brody ở trong cái trang phục lữ khách vô danh của anh ta. Ở trong trận đấu này thì để xem nào. Trận đấu này thì Mỡ hơi ngờ ngợ tên cái anh chàng Duy Đúc đó, bởi vì cái anh chàng này là một trong những cái người mà Mỡ gặp rất nhiều trong những cái trận đấu rank xếp hạng rồi. Rank của anh ta phải tầm gọi là thần thoại hoặc là vinh quang thần thoại chứ chẳng đùa. Bởi vì ở thời điểm hiện tại là Mỡ cũng đã là rank thần thoại mà thần thoại 5 thôi anh em ạ. Thần thoại 5 và thần thoại 4 thôi. Nhưng mà chưa biết được, bởi vì là mặc dù rank của anh ta cao nhưng anh em nên biết rằng ở trong những cái trận đấu rank cao ấy, thắng bại là tại chất tướng cũng như là thắng bại là tại đồng đội. Cho dù kiểu kỹ năng cá nhân của anh ta hoặc là cho thêm một thành viên nữa có cao đi chăng nữa ấy, mà đồng đội của anh ta tạ thì vẫn là bị nhét hành vào mồm thôi. Gáy như vậy là cũng gọi là hơi căng quá rồi, bởi vì giai đoạn đầu game Mỡ cũng đã có được cho mình một cái khởi đầu khá thuận lợi. Với cả Mỡ đánh giá chất tướng team Mỡ ngon hơn. Có Hylos lúc nào cũng đi kè kè bên Mỡ. Anh ta làm choáng được Khelit để cho Mỡ cầm Brody dồn sát thương quá đâu. Sử dụng hồi máu đến từ cái vị tướng Khelit, nhưng đó là tất cả những gì anh ta có thể làm được, bởi vì cái lượng sát thương dồn vào đến từ cái vị tướng Brody này bắn rung cả màn hình anh em ạ. Anh chàng Uranus có mặt ở đây, anh ta bị làm choáng, anh ta bị khống chế, ký ức tan vỡ là chiêu cuối của Mỡ được kích hoạt và Mỡ cố được cái mạng đến cái vị tướng Uranus này làm choáng được. Đó là Cyclops băng trụ nào giúp Mỡ nào, túc biến lên này sẽ là ám sát và kích hoạt cái chiêu thứ nhất vực thẳm, à đâu cái vực thẳm va chạm. Mỡ cố được cho mình đó là cái mạng thứ tư khi mà đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ hai. Và anh em có thể thấy được rằng cái khả năng giao tranh ngay từ giai đoạn đầu game của con Brody này nó đã là có, đúng không ạ? Nếu anh em nào mà gọi là Mỡ nghĩ là nếu như anh em nào mà theo dõi kênh của Mỡ lâu ý thì hẳn rằng anh em đã biết về cái vị tướng Brody cùng với gameplay của cái vị tướng này rồi. Thì Mỡ làm cái video clip này thì một phần mang đến cho anh em cái trải nghiệm chính thức của Mỡ ở máy chủ chính thức, và cùng với đó là cái ngoại hình với cả cái trang phục 269 của anh chàng này thôi. Sau đó anh em thấy không ạ? Anh em thấy cái việc gọi là những cái người chơi mặc dù rank không cao nhưng rất biết di chuyển là như nào chưa ạ? Mặc dù cái bạn ông chủ tịch này thì Mỡ không biết là rank gì, để lát nữa về cuối game Mỡ sẽ check xem sao. Nhưng mà Mỡ nhận ra rằng là anh chàng là một trong những cái người chơi rất biết chơi khi pick tank và luôn đi theo xạ thủ. Meta ở thời điểm hiện tại tank thì về cơ bản là nên đi roam, nhưng mà với chất tướng Hylos thì nên đi theo xạ thủ và đam chính anh em nha. Đó là áp sát đến từ cái vị tướng Brody team bạn và kích hoạt cái chiêu cuối ký ức tan vỡ, mạng thứ 6 của Mỡ trong trận đấu này. Và ui, tầm này là Mỡ chưa thấy có cái anh chàng heo cướp đâu nha. Anh ta vẫn đang xỉa sói lên những cái người chơi team Mỡ và anh ta có lẽ rằng là chưa ganh Mỡ ở giai đoạn đầu game, bởi vì anh ta biết rằng cái lượng sát thương của anh ta ở thời điểm hiện tại là không đủ. Với cả bên cạnh đấy, Mỡ là một cái con xạ thủ có được cho mình 6 cái mạng hạ gục như thế này thì tầm này nếu như mà cái con heo cướp á
nó mà đánh không khéo ý, mà kiểu nó xiên cái mũi dao kịch độc, cái kỹ năng thứ hai mà trượt á, là thể nào cũng bị trả mạng. Bởi vì là có hai cái làm choáng đến từ Brody và đến từ Hylod thế này, thì Hylod đánh bấn cỏ cũng là điều bình thường anh em ạ. Và áp sát kích hoạt ký ức tàn vỡ, kèm theo đó là cái bắn thường mạng thứ 7 của mỡ trong trận đấu này, và sẽ lấy đi cho mình đó là cái trục đường trên, và đó là cái trục đường dưới sẽ là dịch chuyển về nhà thôi nha. Bởi vì là rất có thể là Hellcurt đã theo phía sau chúng ta. Anh em không biết rằng ở thời điểm hiện tại là anh em đã có anh em nào chưa biết được cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Brody này không? Thì về cơ bản mỡ đánh giá bộ kỹ năng của cái vị tướng Brody là một trong những cái bộ kỹ năng không quá là phức tạp. Nó chỉ có thể nói là Brody chơi dễ hay là khó thôi. Thì mỡ đánh giá nếu như anh em nào thích những cái vị tướng có tốc đánh nhanh ấy, thì Brody không phải là một cái lựa chọn tuyệt vời, bởi vì Brody là một trong những cái vị tướng đánh chậm nhất nhỉ ở trong Mobile Legends, mà cái lượng sát thương nó lại to anh em ạ. Ở cái gì đó, ôi không tốc biến được, ui bị cầm lặng đến chết đến từ vị trí của Hellcurt, và anh ta đánh quá hay trong tình huống này. Anh ta cố được mạng của mỡ và anh ta giúp cho Brody team bạn hạ gục được. Cái kèo này vừa bị chấm dứt là cái con ui ba mạng rồi, nhưng mà cái mạng vừa xong mỡ bị chấm dứt 7 mạng, cho nên là khá là đau á. Ok, trong lúc mà chúng ta lên bảng điểm số, chúng ta sẽ chia sẻ sơ bộ về cái bộ kỹ năng của cái vị tướng xạ thủ mới Brody này đi ha. Nội tại của Brody rất đơn giản anh em ạ, đánh thường cực chậm, nhưng với mỗi đòn đánh thường của cái vị tướng này sẽ gây 200% sát thương vật lý, tức là kiểu một đòn đánh thường thì bằng hai đòn đánh tay anh em đó, tức là một đòn đánh tay là bằng hai đòn đánh tay, đánh thường và đánh tay như nhau anh em ạ. Đồng thời mỗi lần gây sát thương chính xác ý, thì Brody sẽ tăng 30% tốc chạy và khắc ấn lên mục tiêu. Mỗi ấn sẽ cho Brody 10% sát thương khi mà Brody gây cùng lên một cái mục tiêu đang bị ấn đó, và tăng thêm cho cái vị tướng xạ thủ này 5% tốc chạy, 5% tốc chạy anh em nha. Chiêu thứ nhất của Brody là gây sát thương theo đường thẳng thôi, vực thẳm va chạm, khắc ấn và giảm tốc chạy lên mục tiêu. Chiêu thứ hai là công kích toàn phần, Brody sẽ chọn một mục tiêu để mà lao đến, sau đó anh ta sẽ làm choáng và khắc ấn lên cái mục tiêu đó. Và sau khi mà kết thúc cái quá trình làm choáng và khắc ấn ý, thì Brody sẽ lộ được một đoạn về cái hướng mà cái vị tướng này muốn. Và cái chiêu cuối của cái vị tướng Brody này có tên gọi là cái ký ức tan vỡ, sẽ là kích hoạt thôi, xong gây sát thương trong phạm vi rất là rộng. Những cái mục tiêu nào có ấn vực thẳm ý, thì sẽ chịu nhiều sát thương hơn, cụ thể là sẽ gây sát thương theo phần trăm máu. Càng nhiều ấn thì sát thương của cái vị tướng Brody này gây ra càng đau. Đấy, bộ kỹ năng của cái vị tướng này chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và anh em lưu ý rằng là Brody là một trong những cái vị tướng bắn chậm nhất nhì ở trong Mobile Legends, nếu không muốn nói là hình như là chậm nhất anh em nha. Cho nên là cái set trang bị của mỡ lên ở trong cái trận đấu này cũng chỉ là một cái set trang bị mang tính chất gọi là để thử nghiệm mà thôi. Anh em chơi lâu anh em sẽ có được cho mình những cái trải nghiệm riêng. Còn ở thời điểm hiện tại mỡ thấy rằng cái Trảm Phong Kiếm đang là một cái trang bị có thể nói là khá hợp giờ cho hầu hết các trận tướng xạ thủ, khi mà cái lượng sát thương mà nó mang đến cùng với cái tốc chạy, tốc di chuyển và tốc đánh là khá ok là. Cho nên ở trong trận đấu này mỡ sẽ lên cái Trảm Phong Kiếm để khắc phục đi được phần nào cái tốc độ tấn công của cái vị tướng Brody này nha. Và sau đó chúng ta sẽ lên full đam chí mạng, và sau đó là bắn cái nhẹ crit 1.300 ngay từ phút thứ 6 này. Và Kelly lên bảng điểm số, mỡ có được cái mạng thứ 9 ở trong cái trận đấu này, sẽ là đánh rất cẩn thận nha. Chúng ta sẽ cố gắng tránh xa bụi một chút xíu để mà tránh cái khả năng dịch dập đến từ cái vị tướng Hellcurt. Mỡ không biết bây giờ Hellcurt đang ở đâu luôn anh em ạ. Không biết bây giờ Hellcurt đang ở đâu luôn. Nhưng mà phải đánh cẩn thận một tí, bởi vì anh em thấy không? Những cái trình của người chơi rank cao ấy, về cơ bản người ta Hellcurt kìa mọi thấy rồi. Những cái trình của người chơi rank cao ấy, về cơ bản là người ta có trình độ, rõ ràng là kỹ năng người ta vẫn có đúng không? Người ta sẽ thể hiện được cái tầm ảnh hưởng của người ta ở khoảng giai đoạn đầu và giữa game. Nhưng mà chỉ cần cái team này của mỡ kéo đến cuối game là khẳng định với anh em là cho dù là kỹ năng bằng rời luôn, vinh quang thần thoại các thứ các kiểu là cũng bị nhét anh vào mồm thôi, bởi vì chất tường nó đã là hơn rồi. Team mỡ thì chất tường nó hơn rất là nhiều rồi, với cái khả năng gọi là khống chế rất nhiều đến từ Hylos, đến từ Tử Long và đến từ Châu, cùng với đó là cái tầm cuối game cái con Brody này bắn cho cái con Hellcurt chắc 3 bắn là bay màu anh em ạ. Khẳng định với anh em là như vậy luôn. Hellcurt đã phải bỏ chạy, anh ta chưa kích hoạt cái chiêu cuối, nhưng ở đây có cái vị tướng Kelly bị dồn sát thương quá nhiều. Kelly cố được mạng gục của đó là Hylos, và Tử Long hạ gục được anh ta. Mỡ đang giữ vị trí dồn sát thương, hạ gục đi được đó là cái vị tướng ui té ui không té được, ui không ai bảo kê mỡ trong tiêu này, và bay màu là cái lẽ dĩ nhiên. Cái tầm con Hellcurt này mà đi ganh xạ thủ không có ai bảo kê thì đúng là bay màu, nhưng mà cũng đúng thôi anh em ạ. Meta ở thời điểm hiện tại là meta của sát thủ, nó đi rừng nó ăn hai mùa, nó đi rừng nó ăn hai búa ấy, thì cái ngưỡng sức mạnh của nó là quá kinh khủng. Và xạ thủ không phải là một cái chất tướng quá mạnh ở meta hiện tại, mà không có tanker bảo kê á là xạ thủ auto bay màu, chứ đừng có nói là được chơi trong giao tranh. Em thấy con Hellcurt đúng không ạ? Và mỡ đã bảo với anh em rồi,
thật ra rank thấp ý, heo cớt mượn đánh giá là không đáng sợ trong cái vai trò đi rừng. Bởi vì là có khá nhiều người chơi người ta sử dụng cái kỹ năng xiên ý, nó không chính xác. Đó, nhưng mà heo cớt ở rank cao vào tay những cái người chơi đẳng cấp như cái anh chàng Duy Đức kia ấy, thì một xiên là bay màu là đúng rồi. Đó, thật thần thánh dành cho anh ta rồi. Nhưng mà kệ không sao, bởi vì mỡ đang khá xanh chín. Mỡ lên được cho mình đó là cái cung thần phong, nhưng đó là chưa đủ. Có lẽ rằng mỡ sẽ lên thêm cái gương hoàng kim nữa. Bởi vì là anh em thấy không, bị sốc đam kinh khủng như thế kia trong cái lúc vừa xong á, mà kiểu còn không gọi là kháng cự hay không tốc biến được thì làm sao bật được cung thần phong. Anh em, ui, ui. À ok ok, mỡ bắt đầu phải đánh cẩn thận một chút xíu rồi nha. Để mỡ chat với cả cái anh chàng Hylos này là nhờ Hylos check bụi nha. Nãy giờ là đánh hơi chủ quan với cả hơi khinh thường địch thủ á. Ôi ok, mỡ sẽ chat là Hylos check bụi này. Mỡ bây giờ nha là mỡ sẽ đánh cực kỳ hèn luôn. Thề với anh em, đánh cực kỳ hèn luôn. Và mỡ sẽ lên cái gươm hoàng kim để mà mỡ kháng lại cái lượng sát thương đến từ heo cớt. Khi mà bị cái con heo cớt ấy, thanh niên này lại ở trong bụi đậu xanh rau muống. Này, ông này bắt đầu kế thừa ý chí của con heo cớt đúng không? Lại nấp bụi mà. Tầm này không ổn rồi anh em ạ. Team bạn lại bắt đầu có những cái động thái hình như là bắt đầu hăng máu lại, bởi vì heo cớt đánh đang khá gắt anh em ạ. Nhưng mà không sao. Nếu anh em chưa biết ý, thì câm lặng của con heo cớt ý, thì nó khóa luôn cả cái trang bị cung thần phong anh em ạ. Cho nên là chúng ta có ấy. Mì. Thề bây giờ chết thêm mạng nữa làm chó. Thề bây giờ tôi đánh cực kỳ gọi là bật cổ luôn. Chết giết 11 mạng mà chết được mạng thứ tư mà toàn chết con heo cơ thôi. Anh em thấy tay to đánh kinh vãi nổi. Thề với anh em tầm này là mỡ đánh theo cái kiểu Brody sát thủ. Chỉ đứng trong bụi thôi, tôi không bao giờ ló mặt ra nữa. Bây giờ trên bản đồ, một là tôi thấy ông con heo cớt, hai là tôi không ló mặt ra luôn. Ok, ăn đi cho mình đó là cái con lót này nha. Chúng ta sẽ lên thêm cái gươm hoàng kim để mà chúng ta đề phòng được cái lượng sát thương đến từ heo cớt. Và mỡ sẽ chat cho cái vị tướng Hylos, bảo là anh ta check bụi hộ mỡ. Hylos, trận này anh ta đánh khá hay rồi, nhưng mà anh ta cần phải check thêm bụi cho mỡ để mà mỡ mới chơi được. Đó, ê, để mỡ chat nè, từ từ nha, từ từ mỡ sẽ ăn xong cái con này nha. Sau đó mỡ sẽ chat nè, ok, nấp bụi này. Hylos, check bụi mỡ cái. Ê, đứng bên cạnh mỡ. Check bụi ông ơi, check bụi ông ơi. Ok, check bụi đi nha. Bây giờ mỡ sẽ đi theo những cái đoạn đường mà con Hylos nó đã đi qua, để mà xem rằng là bây giờ cái con heo cướp bắt mỡ kiểu gì. Có được mạng gục đến từ cái vị tướng Tử Lăng, và mỡ vẫn đóng vai trò là gom thêm sát thương thôi. Ở đây có cái vị tướng, ui, dồn sát thương quá nhiều đến từ cái anh chàng Khai Lịp, nhưng anh ta bị hạ gục bởi đó là Alu. Cái lượng sát thương dồn vào đến từ 4 thành viên phía team mỡ là quá nhiều. Đấy, tầm này mình cứ đi qua những cái chỗ nào mà cái con Hylos nó đã đi qua thôi, và luôn luôn đứng trong bụi. Nhờ Hylos check bụi hết, đường dưới sẽ bị đẩy ở trong cái tình huống này rất dễ dàng và nhanh chóng thôi. Nhưng mà đừng quên rằng cái đường trên con lót nó đang được đẩy. Đấy, anh em thấy không, anh em thấy chưa, heo cớt không ganh được mỡ, bắt buộc phải di chuyển lên ganh cái con trâu. Nhưng không quan trọng lắm, bởi vì ganh trâu thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, mà chỉ có ganh mỡ ở thời điểm hiện tại may ra mới là thắng được thôi. Anh em thấy không, kể cả cho dù là team rank vinh quang thần thoại, nhưng mà chất tướng pick nó đã linh tinh, nó đã không đẹp, thì chắc chắn tỷ lệ thắng sẽ không bao giờ cao, và đó sẽ là cái thất bại liệu rằng như vậy chắc dành cho team bạn ở trong trận đấu này. Lao ra xin chết đến từ vị trí của Khelit, mỡ sẽ đứng ở đây, phong ngân của mỡ đã sẵn sàng bật lên luôn này, thấy không ạ? Lao vào là chạy ra ngay đến từ vị trí của heo cướp, không làm gì được. Mỡ quay trở lại rồi sát thương giữ vị trí cùng với team của mỡ, bắn cái nhẹ và làm choáng 2600 đám nhảy lên, và Uranus lên bảng điểm số mạng thứ 13 của mỡ ở trong cái trận này. Trước đó là mỡ đã có được thêm cho mình một vài cái mạng nữa rồi. Đường giữa đang mất team bạn, mất đi 3 thành viên. Cái team bạn ý thì về cơ bản mỡ đánh giá mỡ nói với anh em rồi, chỉ có keo kỹ năng thôi. Kỹ năng giỏi nhất là heo cớt, và phân bổ lại đều những cái kỹ năng khác là của những cái người chơi rank thần thoại. Nhưng kỹ năng là không đủ ở cái mức rank thần thoại được anh em ạ. Mà quan trọng nhất ở đây đó là cái việc di chuyển theo team và khả năng pick tướng. Team là phải có tank thì mới chơi được anh em ạ. Và trong cái tình huống này thì Khelit sẽ bị dồn đến chết. Anh ta không được chơi. Uranus bị sốc sát thương quá nhiều. Uranus không phải là một cái con tank thuần anh em nha. Nó chỉ là chất tướng tank lai với đấu sĩ mà thôi. Và heo cướp bay màu lên bảng điểm số. Và đây sẽ là cái kết dành cho team bạn khi mà họ không còn một cái gì có thể kháng cự được ở trong cái trận đấu này nữa. Và mỡ với 13 cái chỉ số KDA băng thẳng vào nhà chính của đối phương. Mà trước tiên là chúng ta sẽ clear cái đợt lính này đi đã. Và end game ở đây rồi anh em ạ. Đó, trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em. Chắc là sau cái trận đấu này mỡ sẽ ra mỡ check lại cái rank của team mỡ với cả team bạn sẽ đánh nào mà gắt vãi nổi anh em ạ. Và trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em về cái vị tướng xạ thủ Brody, xạ thủ mới ra mắt ở Mobile Legends. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh nhá. Ok, đánh xong trận này tôi ra check rank xem team tôi rank như thế nào nha. Mà team bạn đánh gắt vãi nổi, Sử Thi này,
Huyền thoại 4 này, Huyền thoại 5 này, Sử thi 1 này là team tôi á. Ui, Vinh Quang Thần Thoại à, ông Duy Duque, tôi biết ông này. Ui, tầm này mà 645 điểm rank Vinh Quang Thần Thoại là chỉ có đi team thôi anh em ạ. Đánh gắt vãi nồi. Vegito Gaming, tôi biết ông này. Thần thoại 5. Ui, đừng bảo ông cuối cùng, ông Brody cũng là thần thoại nha. Ui, huyền thoại, ui, vãi nồi, ghép team công bằng anh em ạ. Hai.